Thưa quý vị, do lượng khách du lịch đổ về Phú Quốc rất đông, các điểm vui chơi, giải trí, mua sắm phục vụ cả ngày lẫn đêm, nên những ngày này, chính quyền thành phố phải huy động mọi lực lượng tham gia đảm bảo phòng chống dịch an toàn, trong đó có vai trò của đoàn thanh niên. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC tại chợ đêm Phú Quốc. Chợ đêm Phú Quốc, những ngày này rất đông bởi phần lớn du khách từ địa phương khác tới đều muốn đặt chân vào khu chợ này để mua sắm hoặc trải nghiệm. Ngay từ cổng chợ, anh Đường Nghĩ cùng các đoàn viên khác của đoàn thanh niên thành phố Phú Quốc được phân công chốt ở đây nhằm đảm bảo mọi du khách khi vào chợ phải tuân thủ các biện pháp an toàn trong mùa dịch. Thành phố Phú Quốc hiện nay đang ra quân công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và đêm nay tối hôm nay thì chúng tôi đã thực hiện tại khu vực chợ đêm tập trung đông người. Một là để phát khẩu trang miễn phí cho bà con, cho những ai mà chưa có trang bị khẩu trang khi mà đi đến chợ đêm. Còn lại là chúng ta đã tuyên truyền khuyến cáo người dân những cái khuyến cáo của Bộ Y tế như là thực hiện các biện pháp 5K. Công tác vận động tuyên truyền tốt ở những điểm đông du khách qua lại như thế này tạo ra không gian an toàn, giúp du khách yên tâm hơn trong những ngày nghỉ lễ. Ở đây thì mọi người phát khẩu trang miễn phí và mọi người đều đeo khẩu trang nên tôi thấy rất là an tâm. Nhìn chung bây giờ hiện giờ thì thấy mọi người xung quanh ai đều đeo khẩu trang, cảm giác cũng an toàn hơn. Nhưng không chỉ du khách đến rồi đi, những tiểu thương trong chợ như chị Thi cũng rất mừng khi công tác phòng chống dịch được siết chặt. Bởi có như vậy du khách mới tới và chính bản thân chị cũng được an toàn trong không gian đông người như khu chợ đêm này. Tôi cũng lo sợ nhưng mà cũng có đoàn thanh tra phát khẩu trang y tế cũng rất an tâm về việc buôn bán đồ của mình. Đảo Ngọc đang thu hút một lượng lớn khách thập phương nên chỉ một chút lơ là, sơ sẩy, hậu quả sẽ khôn lường. Vậy nên tại những địa điểm như thế này, công tác kiểm tra, tuyên truyền phòng chống dịch luôn được xem trọng.